nhiệt tình trách nhiệm với công việc ở địa phương là lời nhận xét của người dân thôn An Tràng, xã Trung Dũng, huyện Tiên Lữ về ông Bùi Quang Công, trưởng ban công tác mặt trận thôn. Nhiều năm nay, ông luôn đi đầu trong các phong trào, đặc biệt là làm đường giao thông nông thôn. Sau nhiều năm cống hiến trong quân đội, năm 2014, ông Công trở về địa phương, được nhân dân tín nhiệm, bầu làm trưởng ban công tác mặt trận thôn. Hơn 6 năm qua, ông đã vận động người dân làm gần 10 con đường giao thông nông thôn với tổng kinh phí huy động 3 tỷ đồng. Trong đó, gia đình ông Công luôn gương mẫu thực hiện trước. Mỗi đoạn đường thôn, gia đình ông đều ủng hộ từ 5 đến 10 triệu đồng. Thôn An Tràng trước kia giao thông đi lại rất khó khăn, nhưng nhờ sự vận động, xã hội hóa của ông mà các tuyến đường được xây dựng to đẹp. Nhiều gia đình ban đầu không đồng thuận hiến đất mở đường được ông tuyên truyền thuyết phục đã hiến hàng trăm mét vuông đất như gia đình bà Bùi Thị Thoa, ông Bùi Quang Các, bà Vũ Thị Nhanh, ông Nguyễn Văn Anh. Bên cạnh đó, để phát triển phong trào khuyến học khuyến tài ở địa phương, ông đã vận động xây dựng quỹ khuyến học với tổng nguồn quỹ gần 60 triệu đồng. Bác Công đã quy tụ động viên nhân dân, các ban ngành đoàn thể trong thôn thực hiện tốt cái phong trào xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là trong cái công tác là hiến đất làm đường, thế rồi là vận động nhân dân đóng góp kinh phí xây dựng các tuyến đường làng ngõ xóm. Đối với các phong trào địa phương thì bác Công là một người rất là năng nổ, nhiệt tình và gương mẫu, luôn luôn đi đầu trong các cái hoạt động. Vừa qua, ông Công vinh dự được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng bằng khen trong thực hiện các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.